Rồi VK Tâm chào tất cả anh em và con các bác nha. Hôm nay sẽ lên lại cái lô máy điện 100V cho anh em tham khảo nè. Một tuần lễ này em chưa có lên đó. Giờ em sẽ lên em giới thiệu đôi chút về máy luôn anh em nha. Tất cả toàn bộ máy bên em là sử dụng điện 100V. Và toàn bộ thể lệ mua bán bên em là toàn bộ là em đã là bao ship toàn bộ anh em nha. Đấy là những con máy là nó đã có cái mã số và giá em ghi trên máy. Anh em chỉ việc thanh toán đúng với lại cái số tiền em ghi trên máy thôi. Còn toàn bộ là em đã bao ship rồi anh em nha. Đó, và máy này anh em vui lòng đặt cọc giúp em 100k anh em nha. Đó là thể lời mua bán bên em. Và đây là địa chỉ của em luôn, là 3/7 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Và hai số điện thoại chốt hàng của em cũng nằm trên luôn anh em nha. Đó, 0337720866, 0916939281. Đấy là hai cái số điện thoại chốt hàng của em. Đó. Anh em lưu ý cái quan trọng nhất là trong cái video này là máy sử dụng toàn bộ là điện 100V anh em nha. Tất cả luôn, toàn bộ là sử dụng điện 100V. Nên anh em lưu ý kỹ giúp em nha. Rồi, bây giờ em sẽ test từng máy. Cho anh em. Em coi cạnh cái cảm. Rồi, đây là con đầu tiên. Con này là con Makita. Cốt 125 720W anh em nha. Cái này em sẽ bỏ cặp chén vô đầy đủ cho anh em nha, chứ không phải thiếu đâu. Em quên bỏ. Và đây là con đầu tiên, mã 522, giá 350k là bao ship anh em nha. Có 125 hàng Makita, 720W, rồi dây điện Rin luôn. Đó là mã 522. Và con này là mã 523. Rồi con này là mã 523. Hàng Hitachi 620W. Mã 523 anh em nha, giá 200k. Rồi dây điện Rin luôn. 523. 200k. Đầu kẹp 13 ly 620W anh em nha. Rồi đây là con bu lông đầu 1/2, mã 524, giá 650k anh em nha. Con này nó 470W. Đấy. Đầu không rơ anh em nha. Mã 524, giá 650k. Rồi đây là con Ryobi Kong 2 chiều đều tốc và có búa anh em nha. Rồi nó là đầu kẹp 13 ly 470W. Hình như con này bị móc búa rồi anh em ơi. Đấy. Đó. Còn búa anh em nha. Đó, nè. Rồi đảo chiều điều tốc. Mã 525, giá nó là 400k anh em nha. Đây, ngoại hình của nó thì rất là ok luôn. Rồi dây điện không nói.
mã 525 giá 400k. Rồi con này mã 526 giá 300k, hàng Hitachi độc 720W. Cốt bự anh em nha. Dây điện không có bị nối. Đây ngoại hình của nó. 526 giá 300. Rồi con này mã 527 giá cũng 300 luôn anh em nha. Con này nó hiệu gì á em cũng đọc không được, nhưng mà có chữ mát đinh gia băng là ok rồi anh em nha. Mã 527 giá 300k, đầu cổ con này thì nghiêm chỉnh. Đấy. 527 giá 300 anh em nha. Rồi con này là con nhắm tăng. Rồi con nhắm tăng này dây điện zin anh em nha. Con này hàng Makita Towa. Này đời cổ anh em nha. Xài điện 100V. Rồi công suất đây không thấy luôn. Con này hơi đá lửa nhẹ tí xíu siêu anh em nha. Mã 528 giá 550k bao ship anh em nha. Rồi anh này là 529 giá là 250k anh em nha. Con này hàng Mitsubishi. Đây dây điện thì rin luôn, còn đồ mở. Đầu kẹp. Rồi Mitsubishi đầu kẹp 13 ly anh em nha. Mã 529 giá 250k. Ngoại hình của nó đây. Chị ngồi coi camera. Rồi 529 giá 250. Rồi đây là bào. Dây điện em nói khúc ngay đây anh em nha. Bào lưỡi 155 Makita 1805N, một lưỡi 155 15.000 vòng trên phút anh em nha. Dây điện nó con này nó hơi ngắn anh em nha. Đấy. Rồi lưỡi con này. Rồi lưỡi bao đẹp luôn anh em nha, lưỡi không mẻ một chút nào luôn. Rồi mã 530 giá nó là 700k anh em nha. 530 giá 700. Rồi anh này là con Ryobi mã 531, con này giá 200k nữa anh em nha. Đây em bỏ cặp chén vô đầy đủ em mới gửi đi.
Rồi dây điện nối luôn anh em nha. Mã 531 giá 200k, hàng Ribi. Con này hàng Ribi tầm khoảng 500W anh em nha. Tem nó bị mờ rồi, nhưng mà hàng Ribi nó tầm 530W. Hôm nay em chỉ lên hàng nhỏ thôi. Hàng lớn ngày mai em sẽ lên, như máy cắt cắt sắt bàn đồ, làm cắt gỗ to to đồ, ngày mai em sẽ lên sâu anh em nha. Hôm nay em chỉ quay hàng nhỏ thôi. Rồi mã con này là con cưa lọng Hitachi. Rồi tem mờ hết rồi. Rồi nó con này. Con này nó 380W thì chắc con này nó không dậy anh em nha. Hai con y nhau, điều con này có điều tốc thôi. 532 giá 350k, máy cộng thêm một lưỡi anh em nha. Và đây là dây điện nối nè. Mỗi máy cưa lọng em sẽ kèm thêm một lưỡi cho anh em. Giờ anh em sử dụng anh em dễ mua á, có mẫu. Rồi con này nó có điều tốc. Rồi có đá lưỡi luôn anh em nha. Mã 533, con này 450k. Dây điện không nói nè, ngoại hình của nó vẫn còn dễ nhìn lắm, không xấu lắm đâu. Giờ vừa xin lại phát nữa là vô tư luôn. Rồi mã 533 giá 450k anh em nha. Rồi anh này là hàng Hitachi đời Napoleon nè. Rồi con này 534 giá 350k luôn anh em nha, hàng Hitachi. Rồi nó mà không có công suất luôn. 534 giá 350 anh em nha. Con này dây điện không nối, 350W cưa lọng, hàng của Trung Quốc xuất Nhật anh em nha. Mã 535 535 giá 300k anh em nha. Mã 535 con này không có điều tóc nhưng mà có đá lưỡi. 535 giá 300. Rồi, đây là con máy đục mã 536 giá 650k anh em nha, máy một mũi đó. Trong video sau lại gửi đi như vậy luôn anh em nha. Ngoại hình con này thì chưa có vệ sinh, nhìn nó rất là xấu đấy anh em. Giờ nhà vệ sinh lại theo ý của anh em nha. Đây còn dây điện của nó, dây thì dây rin nhưng mà fit đó thì fit dởm anh em nha. Đó giờ làm lại fit luôn, dây thì dây xịn nhưng fit rất là tệ luôn. Mã 536 giá 650 anh em nha.
Rồi con này là 537. Giá của nó là 200k, dây điện thì ok luôn. Nó là 510W. Hàng của thằng nào không biết luôn. Đấy, những con này là con đời cũ, nó sẽ không có cái nút bấm đâu anh em nha, không có nút bấm giữ cái lưỡi lại. Đấy anh em về nhà cầm lưỡi vậy là bặn vô luôn chứ không còn bấm. Đấy, nó không có nút. Rồi 537 giá 200k anh em nha. Rồi con này dây điện dây đinh luôn, bơm chìm hay sao á, 150W, để 32mm gì đây. Đấy anh em nào đã từng sử dụng qua rồi thì nhìn là biết anh em nha. Mã 538, con này giá 500k anh em nha. 538 giá 500. Rồi con này mã 539 giá 200. Hàng Hitachi đầu kẹp 6 ly rưỡi. 160W. Đó, hàng Hitachi đầu kẹp 6 ly rưỡi 160W anh em nha. Đây dây điện của nó đây. 539 giá 200. Rồi con này nối khúc dây điện đây anh em nha. Con này mã 540, giá cũng 200 luôn. Con này đầu kẹp 10 ly. Hàng Hitachi luôn anh em nha. Nó là đầu kẹp 10 ly. Mấy cái tem đồng này nó không đổi công suất luôn. Rồi con này là con Hitachi đầu kẹp 13 ly. Dây nguồn rin có đầu mở theo luôn anh em nha. Đầu kẹp nó 13 ly, hàng Hitachi. 570W. Mã 541, giá là 250k anh em nha. Mã 541. Rồi con này dây rin mã 542, con này giá 200k. Hàng Mitsubishi. Nó 310W anh em nha. Đầu kẹp 10 ly. 310W, mã 542 giá 200. Ủa, con này không 2 kỳ rồi. Cái bút đâu rồi? Rồi đây là con khôn Hitachi 2 chiều anh em nha. Khôn 2 chiều con, nhưng mà nó chỉ có khôn sắt là khôn cổ thôi, không có khôn bê tông anh em nha. Đầu kẹp 13 ly. 700W. Con này nó 700W, đầu kẹp 13 ly anh em nha. Dây nguồn rin luôn, có đầu mở theo. Rồi mã 543. Con này giá 350k anh em nha. 543 giá 350.
Rồi dây nguồn rin luôn, hàng Hitachi đầu kẹp 10 ly 380W. Nó đầu kẹp 10 ly anh em nha. Đầu kẹp nó chỉ có 10 ly thôi. Mã 544, giá là 200k. Con này là con cưa kiếm của Makita, 570W. Con này là con cưa kiếm anh em nha. Đó, máy kèm theo một lưỡi. Mã 545, giá nó là 500k anh em nha. 545. Dây nguồn nó rinh luôn nè. À. Không có nối. Rồi con này dây điện nối anh em nha. Con này là hàng Ryobi, nó khoan đầu kẹp 13 ly 530W. 11.000 vòng trên phút anh em nha. 500 mã 546, giá 200k luôn, hàng Ryobi. Rồi cái con này nó mở bằng cái gì anh em nha. Đó. Nói chung là con này thì em không biết nó sử dụng vô cái gì luôn. Con này thì hàng này em bán bao sống thôi anh em nha, tại em không có biết chức năng của nó. Đầu của nó đây, chạy chậm rù à. Đấy, cho nên hàng con này em chỉ bán bao sống thôi anh em nha. 547, mã 547, giá là 400k anh em nha. Đây. Dây nguồn rin luôn. Rồi đây là mã 548, con này là con bu lông 3/4. Nó 1050W. 1700 vòng trên 1 phút. Đầu 3/4 anh em nha. Đấy. Rồi mã 548, con này giá 1.4 triệu nha. Con này là con mài nhám trà nhám tăng. Khổ nhám của nó là 76 anh em nha. 760W luôn. 533 x 76mm. Đó là khổ nhám của nó. Và nó là 760W luôn. Rồi mã 549, giá 550 luôn anh em nha.
Rồi con này là 350W hàng Hitachi, 10.000 vòng trên 1 phút. Đây là con trà nhám rung anh em nha. Đây, đối với nó xốp thì nó hơi mòn. Kẹp nhám hai bên còn đầy đủ anh em nha. Đây. Kẹp nhám. Rồi mã 550, con này giá 400k luôn. Dây nguồn rin luôn. Rồi con này là con cưa kiếm 350W hàng đời sơi mờ. Cái con này anh em nhấc cái nút này lên nè. Đó, anh em bấm vô nó mới ăn anh em nha. Đấy. Mã 551 giá 450 anh em nha. Đây, máy kèm theo một lưỡi. Đây là con bào Hitachi lưỡi 82 570W, mã 522 giá 350k anh em nha. Rồi lưỡi không mẻ. Rồi con này là con cưa tay lưỡi bị mòn anh em nha. Anh em về nhà lên Shopee mua cái lưỡi bỏ vào anh em nha. Đấy. Con này hàng của Black Docker. Con này nó 400W anh em nha. Rồi dây nguồn rin luôn. Mã 553, con này giá là 300k. Rồi con này là con cưa lỏng Makita 390W. Con này có đá lưỡi mà bị mất cái vòng bi đá lưỡi rồi anh em nha. Đó, coi như là nó bình thường thôi, nó không có đá lưỡi, không điều tóc luôn. Mã 554, con này giá 300k nha. Rồi dây nguồn rin luôn. Như thế này là ở trên đây là nó hút anh em nha. Đó, bực như thế này là nó hút nè. Rồi bực qua như thế này thì ở dưới đây thì nó thổi cho nên cũng hút luôn. Rồi con này là con Ryobi. Rồi nó 800W anh em nha, hơi khỏe. Rồi mã 555, giá là 350k anh em nha.
Rồi con này là con 556, giá là 500k, hàng Hitachi, cốt 18. Mất tem rồi. Tem còn mà nó mờ hết rồi. Rồi dây điện nối luôn anh em nha. Mã 556 giá 500k luôn. Rồi con này là con phong búa anh em nha, 450W, hàng Hitachi, mã 557, giá nó 400k luôn. Dây điện nối anh em nha, dây nó dài nhưng mà dây nối, mã 557, giá 400. Rồi dây nguồn rin luôn anh em nha. Rồi tay nắm tay đo đầy đủ. Mã 558 giá 350k. Con này hàng Hitachi đầu kẹp 13 ly. Nó 700W. Khoan 2 chiều anh em nha. Khoan có đảo chiều. Con này là con sắt khoan gỗ thôi, không có khoan từ anh em nha. Rồi anh này thì dây điện hơi ngắn anh em nha. Đó có đúng 1m1 luôn. Hàng Hitachi 1050W. Mũi 18 ly 7 gì đây. Đấy. Rồi con Hitachi này 559 giá 600k anh em nha. Máy kèm theo một mũi, đó y như hình luôn. Như thế này 600k bao ship anh em nha. Mã 559. Rồi đây là con mài lưỡi hợp kim. Một bên á thì mất đá, nó như thế này. Bên này thì còn đá anh em nha. Mất cử luôn. Đấy. Phía sau. Còn đầy đủ, mất một bên đá là mất cử. Rồi mã 560, giá 1.100k anh em nha. Hàng Makita. Con này nó 230W. Đá 125 x 40. Rồi 560 giá 1.100.000 anh em. Rồi con này là con Boss. Cốt 180, 1400W. 6500 vòng trên phút anh em nha. Tay nắm rin luôn á. Rồi mã 561, con này giá 700 anh em nha.
vào chỗ này nè, được rồi. Đục này nó có điều tóc anh em nha. Rồi con này là con ba chức năng, tay nắm đầy đủ, nó xài mũi gì em cũng không có mũi luôn. Đấy, nó như thế này anh em nha. Đấy, máy ba chức năng, mã 562, giá 800k, không có mũi anh em nha. Đục ba chức năng có điều tóc. Đấy, em chỉ bao sóng thôi, nó như vậy thôi, tại không có mũi á. Rồi, mã 562, giá 800k anh em nha. Số 2. Rồi con này là con cắt giấy thạch cao, nó còn lưỡi trong đây luôn anh em nha. Đấy, nó còn lưỡi trong đây luôn. Mã 563, con này giá 250k, hàng Hitachi, 190W. Dây điện nói nghe đen khúc anh em nha. Rồi, 563. Mã 563 giá 250. Rồi con này là con Ryobi, nó là 153W, nó có hai dòng watt luôn em nha, 153, 145, vòng tua thì cũng đúng vậy luôn, 2008 và 3004. Đấy, hàng Ryobi anh em nha, con này là trà rung, shop ở dưới vẫn còn. Đó, mã 564, giá 400k anh em nha. Con này là mã 565, con này giá 500k anh em nha. Con này là con đột tôn, rất là to luôn nhưng mà không có tem có mạc, bao nặng luôn anh em nha, nặng mười mấy ký á, anh em nghiên cứu kỹ nha. Điều nó không có lưỡi, anh em dời mua bộ lưỡi bỏ vô. Đây, mã 565, con này giá 500. Rồi con này là con Hitachi, mũi 6 ly, 30.000 vòng trên 1 phút, 440W, mã 566, giá 450k anh em nha. 566, 450k.
Rồi con này là con đầm dùi. Dùi bê tông, dùi rung á. Mã 567, giá con này là 450k luôn anh em nha. Đây là con rung bê tông. Rất nặng luôn. 567 giá 450k anh em nha. Dây nguồn nối ngay đây, dây rất là dài luôn. Rồi, 567 giá 450 luôn. Rồi con này mã 568 giá 250k luôn anh em nha. Con này là con máy thổi. Nó 300W, máy thổi anh em nha. Mã 568 giá 250k luôn. Rồi con này đè xuống nó đục vô tư anh em nha. Đó. Mã 569 giá 700k, hàng Ryobi. 1050W. 3000 vòng trên 1 phút. Đục Ryobi anh em nha. Rồi con này 570, giá nó 200k luôn anh em nha. Rồi 570 giá 200k. Đầu kẹp 6.5L. 2300 vòng trên phút. 290W luôn. Đầu đây đầu nhỏ anh em nha, hàng Makita. 570 giá 200, dây nguồn rinh luôn. Rồi con này là con Hitachi. Tu chậm. Con này dùng là thiết kế dời nhà anh em độ không bàn không từ rồi anh em nha. Đấy. Đầu này đầu 13 ly lớn, kẹp được 16 ly anh em nha. Rồi dây nguồn em nối ngay đây một khúc. Đầu này đầu 13 ly lớn anh em nha. Rồi mã 571, con này giá 600k anh em nha. Rồi con này là con cưa lỏng 180W. Con này là không có điều tóc nhưng mà có đá lưỡi anh em nha. Rồi 572 giá 300k luôn. 572 anh em nha. Rồi 572 giá 300 luôn anh em nha. Rồi đây là con cưa lỏng luôn, hàng Makita, 390W. Cái này băng keo dán thôi. Đấy, em chưa lột. Đấy. Rồi cái con này nó không có nút giữ cò anh em nha. Đó. Mã 573, con này giá 300k, hàng Makita, 390W. Con này nó cũng vậy luôn, một rồi 574, con này giá 350k luôn anh em nha. Dây nguồn rin luôn. Hàng Makita 390W y như con kia luôn. 574 giá 350.
Rồi con này là con bấm EV hay sao á? Mã 575 giá 450k. Hàng của Lô Bétex. Rồi công suất nó không có luôn. Rồi. Mã 575 con này giá 450k anh em nha. Con nút EV á. Rồi mã 576, con này giá 300k, hàng Ryobi. Nó xài lưỡi 92, 15.000 vòng trên phút. Con này xài lưỡi 92 anh em nha. Rồi lưỡi đẹp luôn. Mã 576 giá 300k, dây nguồn rin luôn anh em nha. Rồi con này dây nguồn rin luôn, có đồ mở theo luôn. Đầu kẹp 10 ly hàng Makita. Nó là 330W. Rồi mã 557 giá 350k luôn. Con nhỏ thôi. Ở đây là con bu lông 280W hàng Makita, 280W, 3.000 vòng trên 1 phút anh em nha. Đó, bu lông 1/2, đảo chiều không có điều tốc anh em nha. Mã 578 giá nó là 500k anh em. Rồi con này là con Hitachi đầu kẹp 13 ly 310W, mã 579 giá 250k, dây nguồn rin có đồ mỏ theo anh em nha, đầu kẹp 13 ly, tay nắm đầy đủ, 579 giá 250. Rồi cái đầu này hơi rơ tí xíu anh em nha, anh em về nhà làm lại giúp em nha. Rồi mã 550 giá 500k, hàng Hitachi, dây nguồn rin bao dài luôn, bao to luôn. Đấy, nó không có điều tốc anh em nha, rồi tem nó cũng bay luôn rồi. Đấy, này anh em giờ xài gia đình thì tư nè. Mã 580 giá 500k anh em nha. Rồi anh này giờ cũng dây hơi bị dễ thương luôn. Rồi con này là con Kontaro đầu kẹp 6 ly của Makita. Nó là 200W. Đầu kẹp 6 ly anh em nha. Con này là Kontaro, khi anh em đè xuống là nó chạy vô, khi anh em dỡ lên là nó chạy ra anh em nha. Đó, có đồ bỡ, hàng Makita đầu kẹp 6 ly, nó là 200W. Rồi. Mã 581 con này giá 300k. Bên không biết đôi bên nào tôi lật luôn rồi.
Rồi mất tem rồi anh em ơi. Mã 582 nó là 250k đầu kẹp 6 ly. Không biết mẫu mã như hàng Hitachi á. Con này nó có thắng anh em nha, 582, giá 250. Rồi con này là con bắn vít thạch cao. Dây điện nó ngắn mà bị nối anh em nha. Con này là bắn vít của Makita. Bắn vít thạch cao có đảo chiều. Khi anh em bỏ vít đè xuống là nó mới chạy anh em nha. Anh em dỡ lên là chỉ có motor chạy thôi, vít nó không chạy. Cái dòng bắn vít này chức năng nó là như vậy. Rồi mã 583, con này giá 200 luôn. Rồi mã con này điều tốc đảo chiều. Mã 584 con này giá 400k anh em nha. Dây nguồn rin luôn. Đấy. Mã 584 400k. Ra mở cái đầu ra. Mã 584 điều tốc đảo chiều đầy đủ anh em nha. Hàng Makita. Có cái tem. Con này nó 360W. Để ra em mở cái đầu ra, đầu nó hơi bị cứng sao. Ra mở. Rồi đầu cổ cứng ngắc luôn. Nó là Makita 300W. Mã 585 giá 350k luôn anh em nha. Đảo chiều thắng, điều tốc đầy đủ. Rồi con này là con bu lông đầu 1/2 360W, hàng Hitachi, không có điều tốc anh em nha. Đó, đầu nó hơi rơi tí xíu. Rồi dây nguồn anh em giờ nhà làm lại giúp em nha. Đây dây nó hơi xấu. Rồi mã 586 giá 500k thôi anh em nha. Cái này anh em giờ xài gia đình thôi. Lột băng keo ra gì ghê quá. Rồi mã 586 giá 500k anh em nha. Rồi con này mã 587 giá 400k, hàng Hitachi đầu kẹp 13 ly, điều tốc đảo chiều đầy đủ anh em nha. Nó là 520W, đầu kẹp 13 ly, đảo chiều điều tốc đầy đủ. 587 giá 400k, dây điện nối ngay đây anh em nha. Rồi con này là con Hitachi luôn, dây nguồn rin dài, điều tốc. Đảo chiều. Rồi con Hitachi, con hai chức năng, đảo chiều điều tốc 520W, xài mũi tối đa 24, đầu kẹp 13 ly anh em nha. Nó từ 0 đến 1000 vòng trên 1 phút. Đấy, hàng Hitachi.
Mã 588 giá 600k anh em nha. Dây nguồn rin dài luôn. Rồi điều tốc đảo chiều đầy đủ anh em nha. Đảo chiều nằm trên này. Rồi mã 589 con này giá 350k anh em nha. Đêm này ra lần lòng nhanh gì lắm. Rồi con này là con Hitachi đầu kẹp 6 ly. 10 ly. Đầu nó mờ 10 ly á, tem nó mờ rồi. Có đồ mở, dây điện rin luôn anh em nha. Con này nó hơi đá lửa than ở một phần phía bên dưới, còn bên trên này không sao anh em nha. Than nó bị hư rồi. Nó bị hư một phần đá lửa nhẹ thôi, không phải là đá mạnh. Vẫn còn coi như là không cần phải thay anh em nha. Đó. Mã 590 giá 200k. Rồi con này mã 591, con này giá 300k, hàng Hitachi 720W. Rồi con này là con khôn gốc. Nó có cái điều tốc về sau anh em nha. Rồi dây nguồn rin luôn. Có điều tốc. Con góc đầu kẹp 6 ly. Mà cái nút này là không giữ được anh em nha. Đó, bật lên là thả xuống nè. Đó, không giữ được. Mã 592 con này giá 400k, hàng Hitachi. Cái đầu nó đầu 10 ly. 410W anh em nha. Đó. Rồi dây nguồn rin luôn, mã 593 200k, hàng Ryobi anh em nha. Con này tầm 500W. Còn một cục này, còn một cục này, cho đây luôn ơi, cục nãy cục này nè. Còn sót cục, cho đây luôn ơi. Rồi mã 594, giá 200k anh em nha, cũng hàng Ryobi luôn, con này 500W luôn anh em nha. Đấy, dây nguồn rin luôn. Một cục đó.
Rồi con này mã 595 cũng 200k luôn. Hàng Toshiba anh em nha. Cốt mừ luôn nhưng mà cái cốt này to lắm. Đó. Từ nhanh đi cho xe người ta đi kìa. Dặn lại với con hả? Rồi mã con này 595 200k luôn anh em nha. Con này đời cũ á, dặn này lại cái. Cho đi cái cục này hồi nãy để lại á, cho đi. Rồi mã 596 giá 350k anh em nha. Con này hàng Magita 720W. Cốt 10 anh em nha. Đây. Rồi mã 596 350k 596. Con này mã 597 giá 300k hàng Ribi thân dài anh em nha. Bị mất cái tem rồi. Mã 597 giá 300. Rồi con này là mã 598 giá 250k hàng Hitachi. Nó 530W anh em nha. Rồi dây nguồn rin luôn. Cho đi đi. Cho thùng đi. Rồi con này mã 599, con này tỉa rào hàng Makita 280W. Lam dài 350. Lam dày nó đỡ cho này 350 anh em nha. Mã 599 giá 300k luôn. Đi bọc lên. Rồi con này cũng vậy luôn, 500 lam dày 35 290W, mã 600. Cái đây là cái mã này anh em nha, mã 600 giá nó là 300k. Con này nó còn cái bọc. Mà nó bị mất cái trắng, nó còn mà nó còn bọc hai con như nhau luôn. Mã 600 giá 300k anh em nha. Con này là con cưa xích hàng Shindawa. Nó là 900W. Nhưng mà nó đổ vô cái này để làm cái gì, nhưng mà nó quay là cái đây nó chạy anh em nha. Đó. Anh em giờ nhà tháo không thích xài, tháo này ra là nó vẫn là cưa xích. Đó. Tháo này ra. Đây là nó đang đổ dây coro luôn nè. Anh em tháo ra. Nó vẫn là cưa xích. Rồi. Mã con này 601 giá 550k anh em nha. Đổ vô cái gì á? Anh em giờ chế độ yêu cơ khoa học nè. Rồi con này là con Makita.
Con này là lam dài 30, 1430W. Dây nguồn em nói dây rin nhưng mà đây là dây nối anh em nha. Dây thì dây rin nhưng mà nối. Rồi mã 602, con này không có xích anh em nha. Em là hết xích rồi. Mã 602 giá 900k. Anh em giờ đóng bộ xích lại. Đây. Toàn bộ rin từ A đến Z nhưng mà không có xích. Makita nó làm dài 30, 1430W. Con này bơm nhớt tự động. Rồi con này là nó 1250W. Hàng của SS gì đây. Đấy. Máy chạy thì vô tư luôn. Bơm, con này bơm nhớt tay anh em nha. 1250W bơm nhớt tay. Làm nó dài tầm khoảng 25 thôi anh em ơi. Hơi ngắn. Đấy. Mã 603 giá 450k luôn. Dây nguồn rin luôn. Con này dây nối nè, hàng Ryobi. Con này nhỏ thôi. Đây, con này nó không có xích anh em nha. Hàng Ryobi 750W. Con này giờ xài gia đình nhỏ nhỏ còn nhẹ nè. Mã 604 giá 300k. Máy không xích anh em nha. Đó, nó như thế này thôi. Anh em về đóng bộ xích vô. 604 giá 300. Con này là 605. Rồi, 605 giá 250k. Hàng Makita, con này con tỉa cành, tỉa lá anh em nha. Hàng Makita mất tem rồi. Đấy, đầy đủ đồ. Mã 605 giá 250 anh em nha. Rồi con này nó 320W, hàng Ryobi. Mã 606, giá nó là 300k anh em nha. Làm xích nó còn coi như là mối chóc luôn. Cái răng của nó. Mã 606 giá 300k. Rồi con này là con Makita, con này bao nặng luôn, bao to luôn. Công suất lớn luôn, 450W. Làm dài 45. Rồi con này làm dài 45 anh em nha. Đó, mã 607 giá là 350k luôn. 450W bao khỏe luôn. Rồi con này là con 608 giá là 200k. Hàng mít. Hàng Hitachi anh em nha. Đầu kẹp 6 ly rưỡi. Rồi máy chạy luôn luôn. Rồi dây điện to nhưng mà ngắn. Mã 608 giá 200k anh em nha. Con này hàng Hitachi, nó không có công suất anh em. Rồi con này là con khôn búa. Hàng Makita, đầu kẹp 13 ly. Đây là khôn thường anh em nha. Qua đây là khôn búa anh em nha, chức năng nó rất là dễ luôn. Mà điều nó là khôn một chiều, chỉ khôn sắt, khôn gỗ và khôn tường. Nhưng mà nó một chiều anh em nha.
mã 609, con này giá 350k luôn. Tay nắm con đầy đủ. Con này bị bởi rồi. Rồi con 609 này 250k anh em nha. Nó bị tét miếng ngay đây, em không thấy. Bây giờ em mới thấy nè, bị tét miếng vỏ ngay đây. Máy thì hoạt động thì mới bấm xong rồi anh em chạy, anh em cũng thấy rồi. Đầu kẹp 13 ly đây, hàng không bút. Rồi mã 609 giá 250k anh em nha. Nó bị tét ngay đây. Rồi con này là con Hitachi đầu kẹp 6 ly rưỡi 250W, rồi dây nguồn rin luôn, fit thì tạm bợ tí xíu. Đó là chức năng khuôn búa anh em nha. Rồi con này nó cũng vậy, khôn búa và khôn thường. Đây là có đèn cái lỗ nó vô. Là nó quay qua phát là được khôn thường, chuyển khôn thường. Đây. Đấy, khôn thường anh em nha. Rồi mã 611 hàng Hitachi, 611 giá 300k. 265W. Rồi con này cũng vậy luôn. Đây là khôn thường anh em nha. Thì nút này vô dặn cái. Rồi qua đây là khôn búa. Rồi con này nó hơi đá lửa nhẹ tí xíu anh em nha. Đây. Rồi 612 con này giá 350k luôn, hàng Hitachi luôn anh em nha. Con thường mà không bút. Rồi đây là 613 giá 200k, hàng Ryobi đầu kẹp 13 ly. Rồi mất tem rồi anh em ơi. 613 giá 200. Rồi đây là cũng không một chiều luôn. 614 giá 250k, hàng Hitachi đầu kẹp 13 ly, nó 520W anh em nha. 614 250k. Rồi có đồ mở theo luôn. Rồi. Cái này thì dây điện em nối, nhưng mà dây dài anh em nha. Đây, em nối trong đây. Một khúc có đồ mở theo luôn, hàng Ryobi luôn, đầu kẹp 13 ly. Nó là 650W. Rồi mã 615 giá 250k luôn. Rồi con này là con Makita 600W,
khoan thường và khoan búa anh em nha. Đây rồi có điều tóc luôn, đầu kẹp 13 ly. Hàng Makita mã 616 giá 350k luôn. Rồi con này mã 617. Đầu kẹp 13 ly. Dây nguồn thì bao dài luôn. Rồi con Hitachi đầu kẹp 13 ly 620W. Rồi nó như thế này anh em nha. Mã 617 giá 250k luôn. Rồi con này là con móc rảnh của Makita. Dây nguồn thì bao dài luôn, bao đẹp luôn. Mã 618 giá 5, con này 500k anh em nha. Con này là con móc rảnh 1140W, 8000 vòng trên 1 phút. Lưỡi của nó đang xài lưỡi 2 phân mấy anh em ạ. Lưỡi xài đang xài lưỡi nhỏ. Đây. Ngoại hình của nó thì nói chung con này tương đối đẹp, đối Atimon luôn, nó không có dơ giấy gì mấy. Đó. Rồi mã 5618 618 giá 500k anh em nha. Con này là con đang lưỡi cắt bê tông, cắt bê tông anh em nha. Đấy, lưỡi suông. Rồi con Makita xài lưỡi tối đa 125 680W, mã 619 giá 300k, dây nguồn rinh đàng hoàng. Máy có thắng anh em nha. Đấy. Rồi mã 619 giá 300. Rồi tiếp tục là đây là con bào. Đây là bào công anh em nha. Rồi lưỡi vô tư luôn. Có thắng luôn. Rồi đây là con bào công. Mã 621 giá 550k anh em nha. Dây nguồn rinh dài. Nhưng mà nói ngay đây quán băng keo ngay đây khúc. Rồi bào đây là bào lưỡi 110 1050W, 15000 vòng trên 1 phút. Bào công anh em nha, cái đó là đới công chứ không phải đới thẳng anh em nha. Hàng của Makita. Rồi con này 662, giá cũng 550k luôn, bị bởi nắp nhựa ở đây anh em nha. Bào cũng bào 110 luôn. Dây nguồn rin luôn. Rồi con này là bào, đây là bào đế thẳng anh em nha. Rồi lưỡi mẻ một cái. Rồi lưỡi mẻ một cái, còn cái không mẻ anh em nha. Lưỡi sóc bào 622 giá 550 luôn. Rồi con này 623 cũng 550, bào 110 luôn, cũng là bào công luôn anh em nha. Đây cái lưỡi nó cong gồng luôn nè. Rồi đới nó không mẻ luôn. Con nó 623 cũng 550 luôn anh em nha. Rồi con này là con Makita bào lưỡi 82. 580W, 15000 vòng trên phút. Con này thì nó đẹp.
dây co ro còn sáng luôn. Rồi chỉ là dây nguồn nó nối này thôi anh em nha. Đó. Rồi lưỡi thì nó hơi sượng một tí dinh dưỡng ngay đây tí xíu anh em nha. Ngoại hình của nó thì vô tư. Rồi mã 624 giá 600 luôn anh em nha. Rồi 625. Con này 700k anh em nha. Đầy đủ nguyên vẹn. Bao đây lưỡi 110. 1050W dây nguồn rin luôn. Rồi con này là con bào thẳng anh em nha. Rồi nó hơi sượng cái này tí xíu. Rồi mã 625, con này giá 700k luôn. Rồi đầy đủ, mất cái nắp ngay đây sao á. Này hình như có cái nắp nắp chì nữa. Mã 625 giá 700k anh em nha. Bào công luôn, dây nguồn không nối anh em nha. Rồi lưỡi không mẻ, mã 626 giá 550k. Bào Makita, lưỡi 110, 15.000 vòng trên 1 phút, 1050W anh em nha. Đây. Rồi đây là con này là dây nguồn em nối ngay đây khúc rin rất dài. Anh em về tháo khúc này bỏ vô trong luôn cho nó rin luôn là vô tư cũng đẹp. Tại này nó có khúc à. Rồi con này con Hitachi. Bào lưỡi 82 nhỏ gọn anh em nha. Cái này xài gia đình thì rất là vô tư luôn. Cầm rất nhẹ nhàng luôn. Lưỡi 82 320W, 12.000 đến 15.000 vòng trên phút. Nó có hai cái hình như có, nó có điều tốc với anh em nha. Đó em bấm nhẹ vô là nó 12.000 vòng, có mạnh vô dạng cái nó là 15.000 vòng, nhưng mà cái nút này nó bị dính, nó nhả ra không được, để em chỉnh lại anh em nha. Đó. Rồi lưỡi còn vô tư luôn. Nói chung là nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Đấy. 627 giá 300k. Bỏ này riêng ra chỉnh nút lại. Rồi, đây là con bào Ryobi lưỡi 82, 15.000 vòng trên phút, 450W. Đó, bào Ryobi con hai con này nó có thắng anh em nha, một cặp luôn. Mã 628 450k. Bào này có thắng, lưỡi 82, con này lưỡi đẹp luôn. Mã 629, con này cũng vậy, 450k luôn anh em nha. Rồi lưỡi không mẻ luôn. Rồi mã 629 giá 450k luôn, y như con kia luôn anh em nha. Bào này có thắng. Rồi hết mấy bào, giờ em chuyển sang mấy cái gỗ anh em nha. Rồi con này là con Ryobi lưỡi 165, 900W, dây nguồn rin luôn. Rồi đới Atimon luôn anh em nha. Đới đây đới Atimon luôn. Rồi lưỡi hợp kim thì vẫn còn xài tốt. Rồi con Ryobi này mã 630 giá 350k anh em nha. Có thắng đầy đủ, đới Atimon.
Rồi con này là con Makita, lưỡi 180 1050W. Rồi con này là con lưỡi răng thưa, không phải răng hợp kim anh em nha. Mã 631, con này giá 300k, lưỡi 180, 1050W, rồi dây nguồn rin luôn. Lấy máy đây. Còn mà. Hết rồi, lấy cứ cắt gỗ ra. 630 là 32 rồi, lấy 630 luôn. Rồi con này là con lưỡi 800 890. Răng hợp kim thì nó mẻ rồi anh em nha. Nói chung là con này thì coi như giờ thay lưỡi mới xài thôi. Đó, máy con này thì rất to, con hàng Makita, nhưng mà công suất thì nó mất rồi. Nhưng mà con này khỏe hơn mấy con kia. Loại này loại to. Nói chung là máy cưa gỗ, cưa đĩa này thì em chỉ bao máy thôi anh em nha. Tại vì coi như là cái lưỡi của nó là lưỡi cũ, lưỡi cái nào nó cũng mẻ hết á, không có cái nào mà nó còn nguyên vẹn hết á. Rồi dây đi, dây nối luôn. Rồi con này rất to anh em nha, anh em lưu ý nha. Này nó nặng á. Mã 632 giá 400k. Con này nó hơi nặng, anh em nào có sức tay mạnh mạnh thì mới xách nổi nè. Rồi mã 400k, mã 632. Rồi đây là con Hitachi. Lưỡi 170 670W. Rồi lưỡi hợp kim đẹp anh em nha. Rồi con này có thắng luôn. Mã 633 giá 300k anh em nha. Rồi, con này thì dây điện bao dài luôn. Dây rất là dài. Con này là con Hitachi. Lưỡi 190. 1140W. Rồi lưỡi hợp kim còn xài ok luôn anh em nha. Máy có thắng luôn. Đới Atimon, loại này là loại đời mới anh em nha. Có đèn luôn nè. Loại đời mới là nó có đèn. Rồi mã 634, con này giá 650k anh em nha. Hàng Hitachi, lưỡi 190, 1140W. Máy có đèn, dây nguồn dài rin luôn. Rồi anh này được cái cọng dây nhìn thấy mướt mắt nè. Cái mặt sau con nhìn cũng rất là ok luôn. Mã 635, con này giá 400k anh em nha. Đây, răng này là răng thưa, lưỡi còn mới tinh luôn. Răng thưa 635 giá 400k, máy có thắng, lưỡi 180 1050W. Rồi mã 635 giá 400 anh em nha. Rồi mã con này là 636 giá 400k anh em nha. Hàng Hitachi, lưỡi 190. Rồi lưỡi con này còn xài được tạm thôi anh em nha. Xài tạm thôi. Và bạc đạn của nó coi như là chắc xài được thời gian nữa, của anh em cũng thay bạc đạn luôn. Đây, con này bạc đạn nó cũng hơi kêu rồi.
Mã 190, 1050W. Đế Atimon. Dây nguồn dài rin luôn. Đấy. 636 giá 400k anh em nha, mã 636. Rồi con này là con Makita. Máy có điện, đế Atimon, lưỡi rin luôn. Lưỡi của Makita rin luôn anh em nha. Lưỡi đẹp luôn, không mẻ, máy điện thuốc đầy đủ. Nó là lưỡi 165, 1140W. Thắng con này nó hơi chậm tí xíu anh em nha. Hơi chậm tí xíu. Con này là con đời mới. Mã 637 giá 500k anh em nha. Tem nó bị mất một nửa. Rồi. Dây nguồn rin luôn nè. Rồi 638 giá 300k luôn. Nó là lưỡi 160, 650W. Đây là còn những con máy anh em nào xài được lưỡi, xài được là cái Leo 1kW là xài được anh em nha. Đây lưỡi lưỡi răng thưa, không phải răng ngọc kim. Đấy. Rồi mã 638 giá 300k luôn. Rồi con này là răng hợp kim quấn, con xài được tạm ổn anh em nha. Nó cũng mẻ rất là nhiều, nhưng mà xài tạm ổn thôi. Hàng Hitachi, lưỡi 180. Rồi dây nguồn thì máy thì bao 6 luôn, nhưng mà dây nguồn thì nó đẹp. Đấy, dây nguồn không nói, rất dài. Rồi mã 639, con này giá 200k anh em nha. Đấy, bán con máy này 200k bao ship hết, còn có 150 thôi. Đấy, nó xấu quá là coi như bán như bán xác luôn. Rồi con này là con đời mới anh em nha, có đèn nè. Lưỡi hợp kim thì rồi lưỡi bao đẹp luôn. Con này lưỡi 190, 1140W. Đới Atimon. Rất là sạch sẽ luôn. Đây là nó chóc cao su ngay đây, một miếng cao su đây một miếng anh em nha. Còn nhiêu là hoàn chỉnh. Đấy. Rồi mã 640 giá nó là 700k anh em nha. Đây. Rồi con này trước tiên nhìn gọng dây là mướt mắt rồi, con máy như thế nào thì hên xui. Con này có đèn mà cháy rồi anh em nha, hư nút công tắc đèn rồi nè. Rồi lưỡi hợp kim con này quấn đẹp luôn. Đới Atimon, nói chung là đời mới, mấy con này là đới Atimon hết. Dính cái tờ giấy mất luôn rồi, dính tờ giấy vô này luôn rồi, ghi lại dán lại lên tờ giấy coi. Con này bị mẻ một răng ở đây là gãy tuyệt đối luôn anh em nha. Dán đây nè. Rồi lưỡi 190 y như con kia luôn. Mã 640 mấy ta? 641. Và
con này nó bị mất cái công tắc đèn. 650k anh em nha, mã 641 650k. Rồi. Rồi mã của này 642, giá 250k, lưỡi 140. 550W, lưỡi 147 anh em nha. Rồi, lưỡi hợp kim răng thưa. Hợp kim thì vẫn còn luôn. Rồi, anh này nhỏ nhỏ màu xanh xanh cũng đẹp. Mã 642 giá 250 anh em nha. Rồi con này là con Makita, mã 643 giá 300. Rồi con này là dây nguồn nối ngay đây anh em nha, nối nhưng mà dây rất dài luôn, phải nguyên cục luôn. Con này là con Makita lưỡi 160. Nó là 650W. Rồi, lưỡi hợp kim con xài luôn. Con này giờ vệ sinh phát là đẹp anh em nha. Đó, em chưa vệ sinh nhìn cọng dây là anh em biết rồi. Mã 643, con này giá 300k luôn. Nói chung là hàng bữa nay là em ít có vệ sinh kỹ, anh em giờ vệ sinh lại giúp em nha. Tại giờ vệ sinh kỹ lên là cái công cá nó cao, giá thành nó đưa lên đó. Rồi mã 644, con này lưỡi 160, 650W. Rồi giá 300k luôn, hàng Makita, máy có thắng, dây nguồn rin bao dài luôn anh em nha. Con này dây được cộng dây nguồn thì dài. Rồi. Ráng hợp kim thì còn bao đẹp luôn. Rồi. Ở giá hàng bên em á thì toàn bộ là em bao ship. Nhưng mà thật sự thì anh em nếu như mà anh em ủng hộ, coi như anh em ủng hộ hai ba con vô giúp em nha. Tại ship đi nó đỡ nhẹ nhẹ được, một đơn đỡ được 10-20 ngàn á. Rồi con này lưỡi 180, 1050W, mã 643, máy có thắng luôn, giá 300k. Cái đới nó hơi cũ anh em nha. Đây cái đới nó hơi xét nè, quá xét luôn. Đấy, nhưng mà vẫn cứng, sắt nó rất là dày. Nhìn nó không có được đẹp không. Đây dây nguồn rin to dài. Mã 643 giá 300k. Con này vệ sinh lại không đến nổi đâu. Rồi. Lưỡi hợp kim nó vẫn còn xài tốt anh em nha. Xài vô tư á. Chưa đến nổi nó phải thay. Mã 645 giá 300. Rồi, anh này thì dây nguồn bao dài luôn, bao đẹp luôn. Em chỉ phá dây nguồn thôi. Rồi mã 646 giá 300k luôn anh em nha. Con này răng thưa không phải răng hợp kim. Rồi. Lưỡi 165 760W. Đây. Rồi giá 300k luôn, mã 646 300. Rồi anh này có đèn luôn anh em nha. Hàng Hitachi. Lưỡi 165, lưỡi thì đẹp luôn. Rồi con này là hàng Hitachi 1150W. Một lưỡi 165, dây nguồn bao dày. Lưỡi thì bao đẹp. Đó. Nhưng mà coi như là cổ gốc nó hơi bị nẹt lưỡi tí xíu anh em nha. Đấy. Đấy Atimon luôn. Rồi, giá 600 mã 648 giá 450k anh em nha. Đây. Cái máy này là cái một bên thang. Cổ gốc nó hơi nẹt lưỡi tí xíu anh em nha. Nãy em quay anh em cũng thấy rồi đó. Thấy chưa? Rồi con này là con cuối cùng anh em nha. Rồi, mã 647 giá 400k. Hàng Makita lưỡi 190, 1050W. Rồi. Lưỡi hợp kim còn xài vô tư. Rồi, hết. Hôm nay em chỉ lên được 100 mấy chục con máy điện này thôi anh em nha. Đấy. Anh em xem được con nào ủng hộ em con đó anh em nha. Đấy, càng một đơn đi 2 3 máy thì
em cảm ơn. Chứ nhiều, nó thật sự là nhiều con á. Bữa nay em không dám quay những cái con máy mà 150k thật sự luôn. Đó, hàng em bao ship nhưng mà tiền ship mùa dịch này nó hơi cao. Bữa nay em cũng không có phụ thu tiền ship của anh em nữa. Đó. Bữa nay em đi bưu điện thì cũng nhiều rồi cho nên là em không có phụ thu tiền ship của anh em. Cho nên mà bây giờ em cũng không dám quay những con máy 150k mà thật sự phải nói là tâm sự thiệt luôn là nếu mà bao ship á, thì nó chỉ còn có 100k một con máy thì coi như là như xong luôn. Đó, nên em dồn lại những con máy là 150k là em dồn lại cho nó nhiều rồi em sẽ bán cặp. Em bán theo cặp để ship đi cho nó nhẹ tiền ship á. Đó. Đó anh em thông cảm vào em sẽ quay lại một lần địa chỉ của em đây. Đấy, anh em vào xem nha. Lâu nay em cũng không có xin anh em nào anh em vào xem like á. Anh em cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ hay một lượt được đăng ký gì đó anh em lúc vừa đang xem vừa đánh tay á. Anh em bấm anh em nha. Đó, rồi. Em xin cảm ơn tất cả anh em. Chào tạm biệt anh em nha.